chửa bãi rác thôi. Sao em ghét người nghèo thế? Mẹ anh bảo là nghèo hay giàu không quan trọng. Lý sự này. Mà cái ví của tao đâu rồi? Trong đấy có cả chục triệu chứ chả ít đâu. Mau trả lại đây cho tao, nhanh lên. Sao con yêu ngồi vào đấy? Thôi nào, nín đi, không phải đánh đòn bây giờ. Ôi giời, bỏ xuống. Con biết con là con của ai không? Mà lại làm những cái công việc mà lại đi nhặt những cái đồ rơi xuống đất như thế. Những cái công việc mặt hạng ấy chỉ có những cái đứa mà ở ngoài đường thôi. Con hiểu không? Ngồi lên đây. Nhân viên đâu? Nhân viên! Dạ, chị gọi đồ ạ. Xin lỗi chị, vừa nãy bàn bên kia đông khách quá nên em chưa kịp sang, mong chị thông cảm. Bây giờ tôi nói cho cậu hay nhá. Cái bàn nó bẩn như thế này mà cậu không chịu dọn đi, thế bây giờ cậu lại còn bắt tôi gọi đồ. Rõ ràng bàn này vừa nãy khách đi em đã dọn rồi ạ. Thế ý cậu là nói tôi là người không biết điều, ăn có nói không? Sao lại có cái thể loại mà nhân viên trả treo với khách hàng như thế nhỉ? Chị có muốn gọi gì không ạ? Lấy cho tôi cốc nước cam với quả dừa. Chị ơi, nhà mình hết nước cam rồi ạ. Sao lại ở quán cà phê mà lại không có nước cam? Hết rồi thì cậu phải đi ra ngoài cậu mua chứ. Hay là cậu nghĩ tôi không có tiền? Không phải thế ạ. Em đi mua đây ạ. Đấy, con thấy chưa? Mình có tiền ấy là mình có tiếng nói. Con không phải ngán bất kỳ bố con thằng nào cả nhá. Vâng ạ. Con gái của mẹ xinh quá. Tục tin của mẹ. Trời ơi, phụ huynh mà chăm chút như thế này, con không được học sinh giỏi thì hơi phí nhờ. Cô Quỳnh Anh. Em chào cô ạ. Tôi có việc muốn hỏi cô đây ạ. Chào em, chào mẹ bé Moon. Hôm nay chị đưa con đi học à? Vâng đúng rồi ạ. Tại vì là trước Tết ấy, gia đình tôi có đi về quê nên bây giờ tiện thể đưa bé Moon đi học. Mà may quá gặp cô ở đây, tôi cũng có một chuyện muốn bàn qua với cô luôn. Chuyện này thật ra tôi cũng đang định gọi điện để trao đổi với chị đây ạ. Tôi mới chủ nhiệm lớp của cháu được có hơn một tháng thôi. Tuy là còn có nhiều thứ tôi chưa nắm được rõ. Tuy nhiên, theo như đánh giá thì bé Moon là một cô bé rất là có tư chất đấy ạ. Nhưng mà đôi khi lại hơi lười học. Hy vọng là về nhà gia đình sẽ phối hợp với nhà trường để bảo ban và nhắc nhở cháu nhiều hơn chị nhá. Thế tôi ngại quá. Thôi được rồi, để có gì tôi về tôi sẽ bảo ban bé Moon sau ạ. Cảm ơn vâng cô ạ. Giáo. Mà cô ơi, tôi có một chút quà muốn gửi cho cô ạ, mong cô nhận. Cái này chắc là không được đâu chị ạ. Tôi... Thôi, cô cứ nhận đi. Bởi vì theo như tôi biết ấy, là cô giáo cũng vừa mới sinh xong đúng không ạ? Mà da mặt thì lại hơi bị nhiều tàn nhang này, rồi vết thâm lại còn nám nữa. Mà tôi có người bạn làm ở bên da liễu ấy, có cái bộ sản phẩm này sử dụng rất hiệu quả. Đây nhá, trong này có sữa rửa mặt Strict Skin, được chiết xuất từ tảo biển và nano vàng, giúp làm sạch sâu này, kháng viêm, chống lão hóa, giúp cho da săn chắc, sáng mịn. Ngoài ra thì còn sử dụng thêm cả Strict Skin Serum HA cộng này nữa, được chiết xuất từ rất nhiều loại thảo dược quý hiếm và nano vàng, giúp làm mờ vết thâm nám này và trị mụn chống lão hóa nữa đấy cô ạ. Cô cứ dùng thử đi. Cô biết không, mình là con gái ấy, cái gì có thể bỏ qua được, nhưng mà riêng về vấn đề nhan sắc thì mình không được lơ là đâu cô ạ. Đây tôi gửi cô. Hay là cô chê đồ của tôi ạ? Không phải như thế đâu chị ạ. Chị đừng nói như thế, phải tội tôi chết. Quà này tôi xin phép nhận, cảm ơn chị. Bây giờ tôi có việc gấp, tôi phải lên phòng hiệu trưởng ngay. Xin phép chị, tôi đi trước nhá. Chào cô. Em chào cô ạ. Hẹn gặp lại em ở trong lớp nhá. Vâng ạ. Rồi, sao cái trường to như thế này mà lại có những cái loại mà đi bán hàng rong thế này à?
trường với con. Anh đến nhà nghèo nên phải đi bán hàng rong, nên giá các bạn nào chơi với anh ấy hết cả. Con nói cái gì? Nó bán hàng rong á? Nhà nghèo á? Mà học cùng trường với con á? Thôi không được rồi, hỏng. Để mẹ phải lên ban giám hiệu nhà trường, mẹ báo cáo mới được. Không nên để con của mẹ học cùng với cái loại người như thế chứ. Đúng là nghèo hèn mà. Mẹ ơi, nghèo là xấu hả mẹ? Không phải nghèo là xấu đâu con ạ, mà là cực xấu ấy. Con của mẹ là không được chơi với những cái loại người như thế đâu nhá. Con cứ coi như là cỏ rác ấy, con chỉ được chơi với những người nhà giàu thôi, con nhớ chưa? Vâng ạ, con nhớ lời mẹ dặn rồi ạ. Thôi con đi vào học đi, không muộn nhá. Vâng, con chào mẹ. Ê, con nhà nghèo kia, đi theo em làm gì? Anh có đi theo em đâu, đây cũng là đường về nhà anh mà. Mẹ em bảo, nghèo như anh làm gì có nhà, chở bãi rác thôi. Sao em ghét người nghèo thế? Mẹ anh bảo là nghèo hay giàu không quan trọng, quan trọng là mình sống thế nào. Anh nghèo nhưng anh vẫn chăm chỉ học hành, vẫn là con ngoan trò giỏi. Lý Sử này, leo leo, không có bạn chơi, leo leo, rồi là nghèo, leo leo, không có bạn chơi. Em bị làm sao đấy? Cô ơi, có phải là người nghèo sẽ bị ghét, không ai chơi đúng không cô? Chết, ai lại nói với em những lời như thế chứ? Khổ thân em. Thôi, được rồi, em đừng khóc nữa. Có cô ở đây rồi, nhá. Đường à? Va vào người tao bẩn hết váy rồi đây này mà váy mới mua đấy chứ. Dạ, cháu chỉ định nhặt vỏ bánh mà mua người vứt ra thôi ạ. Có thật không? À, cháu nói thật mà. Chứ cái loại nghèo hèn như chúng mày ấy, miệng lưỡi dẻo cả quẹo ấy, làm sao mà tao tin được? Ôi, cháu nói thật mà cô. Để với tao. Ôi thôi chết rồi.
Mà cái ví của tao đâu rồi? Trong đấy có cả chục triệu chứ chả ít đâu. Chắc chắn là chỉ có mày lấy thôi đúng không? Mau trả lại đây cho tao, nhanh lên. Cháu lấy thật ạ. Chính là anh này lấy đấy mẹ. Trả lại cho mẹ em ngay. Không anh bị ăn đòn bây giờ đây. Đúng rồi đấy, đưa cho tao nhanh lên. Không đưa nhá, tao lôi cổ mày lên phường bây giờ ấy. Cháu nói thật mà cô, cháu không lấy ví của cô ạ. Mày lại còn già mồm cãi à? Hả? Trẻ con học đâu cái thói già mồm cãi như thế hả? À, cô giáo, cô đến đúng lúc quá. Cô phân xử giúp tôi với. Cái thằng oắt con này này, dám ăn cắp tiền của tôi, lấy ví của tôi đây này. Tại sao cô chắc chắn là cậu ấy lấy? Thế bây giờ nhá, tôi hỏi cô. Suốt từ sáng đến giờ, tôi đi gặp nó là lần đầu tiên. Nó va vào người tôi, thế không phải nó lấy chứ còn ai lấy. Mà đương nhiên là nó phải lấy tiền của tôi thì mới đủ tiền để đóng học rồi. Chứ bán dăm ba cái kẹo này thì làm sao mà đủ được. Đây có phải là ví của cô không? Tôi thấy nó bị rơi ở đằng kia. Nghĩ là cô chưa đi được xa nên tôi đã tìm theo để trả lại. Đúng rồi, đây đúng là ví của tôi rồi. Thế nhưng mà... Mẹ Moon này, tôi rất cảm ơn về món quà lần trước của cô. Tôi chỉ đơn giản nghĩ đó là tình cảm thôi. Còn về cái này, xin lỗi cô, tôi không dám nhận đâu. Mong cô nhận lại giúp cho. Cô giáo... Bao lâu nay tôi luôn tự hỏi rằng một cô bé dễ thương, ngoan ngoãn và thông minh như bé Moon, tại sao tự nhiên lại trở nên lười biếng, hỗn láo, khinh thường bạn bè, lại còn không chú ý nghe giảng nữa. Bây giờ thì tôi đã hiểu rồi. Ý của cô giáo là... Trẻ em vốn chỉ là những trang giấy trắng, được hình thành tư duy, là sự tô vẽ và định hướng của người lớn. Tiền có thể mua được rất nhiều thứ, nhưng không thể mua lại cho chị một đứa con ngoan được đâu. Tôi biết là gia đình chị rất giàu, nhưng nếu như chị cứ dạy con trải tiền ra để mà sống, khinh thường bạn bè, thì e rằng chính chị đang làm hại con của mình đấy. Sao có thể như thế được? Tại sao lại không? Chị thử nhìn xem, mới có 6 tuổi thôi, bé Moon đã hỗn láo, sắc sược, không coi ai ra gì rồi. Thì liệu một vài năm nữa, con bé sẽ thành ra như thế nào đây? Trường học là một nơi rất tốt, nhưng bên cạnh đó, cha mẹ cũng phải là một tấm gương sáng để con cái noi theo. Còn bé Tô, tôi biết là em bé có hoàn cảnh khó khăn, nhưng em bé luôn luôn ngoan ngoãn, lễ phép, tôn trọng mọi người. Đặc biệt, em bé còn học rất giỏi nữa. Tôi tin rằng trong tương lai, em ấy sẽ trở thành một chàng trai tốt, một người thành công. Tôi xin lỗi cô giáo, tôi cũng đã hiểu ra rồi. Từ giờ, tôi sẽ dạy con mình theo một hướng khác. Mẹ xin lỗi con nhá. Cô xin lỗi tôi. Con tha lỗi cho cô nhá. Điều kỳ diệu mang tên